Đoạn clip cắt ghi diễn biến vụ việc cho thấy chiếc ô tô con tấp sát vào lề rồi dừng hẳn. Nam bác tài vừa mở cửa xe, bước ra ngoài thì bị thanh niên đi xe máy vận tốc cao đâm trúng. Va đụng phải mạnh xảy ra đúng lúc xe tải cùng chiều đi tới. Nam bác tài trượt văng xuống đường còn cậu thanh niên suýt lọt gầm xe tải. Ngay sau đó, một người nam nhi đi xe máy khác lao tới, cắn vào chân bác tài ô tô con đang nằm giữa đường. Mở cửa xe bất cẩn, người nam nhi gây tai vạ quảng hoàng khiến cả bốn bên cùng bắt gặp họ. Sau tai vạ, bác tài xe con không thể ngồi dậy. Nam thanh niên hướng dẫn xe máy khổ sở không thể đứng lên. Những người còn lại không bị thương. Vụ tai vạ xảy ra vào sáng sủa ngày 12 tháng 10 tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phần lớn dân mạng đều cho rằng nguyên nhân tai vạ tóm nguồn từ việc bác tài ô tô con mở cửa xe bất cẩn. Dường như đó, nhiều ý kiến nhận xét nam thanh niên chạy xe máy vận tốc cao cũng góp phần gây ra vụ việc trên.